Nhà đây anh em nhá. Đây sân nhà. Bên này sân khách nhá. Cái Điện Biên. Nói chung gọi là sân nhà thì cũng không phải đâu, nhưng mà con này về đánh đây là mấy trận rồi. Con này về đánh chỗ này là mấy trận rồi. Con này là vào đây là lần đầu tiên luôn. Anh em chờ nó xem nhá. Anh em bắt đầu dựa sừng đây. Dựa sừng đây anh Long ơi. Dựa sừng đi. Dựa sừng đi. Dựa sừng đi. Tao thả nhá. Thả nhá. Đây nha. Ngăn chứ ngăn tay anh em ơi. Đi biên vào trước. Hay có to như nhau. Con để biên đây, dẫn người mới sao ấy. Rồi, đánh rồi nhá. Mộc mặt đấy cái này. Tụt chín ơi. Bỏ rồi. Cả nạt thua rồi. Này cả nạt thua cao đó. Điện Biên thua nhá. Thế là mình bỏ.